Em ấy đang chụp hình này các bạn. Theo các bạn thì hoa đẹp hay là người đẹp? Mẹ em ấy đang chụp ảnh cho em đấy này. Em ấy là thợ ảnh đấy các bạn ạ. Em ấy đang chụp ảnh, mọi người cứ đi qua. Ngại quá. Ở đây có cái cửa hàng bánh bao này. Anh Bằng vừa vào cái chỗ kia có bán những cái gì anh Bằng? Có cái gì trong đấy? Mọi người có đói không? Mọi người bảo là ở dưới kia con sóc. Có tiếng ếch kêu nữa. Con sóc này. Đây này các bạn. Con này thì liệu đã hay thịt không các bạn? Không, không thể quy ra thịt được con này. Con này dễ thương lắm, không quy ra thịt được. Đâu. Con này gặp anh Hà thì auto nhảy vào cây giềng. Giờ này giá thịt đang tăng. Anh nhìn thấy đâu? Nó sang kia rồi, nó đậu. Người Đài rất là thích ngắm con sóc các bạn ạ. Hai bạn nhỏ anh. Hai bạn nhỏ, dễ thương. Đâu chị? Ai cũng thích ngắm con sóc, nó dễ thương. Mọi người cho nó ăn hướng dương. Rất là dặn người. Em này sợ, chạy sang đằng sau nấp. Sợ con sóc. Trên này có khói này. Đây có phải suối nước nóng không anh Bằng ơi? Phải không? Phải suối nước nóng không? Chị đừng. Em lại nghĩ là họ nấu ăn xong họ đổ nước nóng đây này. Nước thải đấy. Bởi vì nó có cái rêu vàng ở đây này. Chắc là họ nấu ăn họ đổ nước. Đây có rất là nhiều loại hoa. Đây hoa súp lơ phải không? Đây là hoa cẩm tú này các bạn. Còn đây là giống súp lơ nhỉ. Con sóc này dạn người này. Nhìn vào gần quay xem nó có sợ không. Con sóc này thích được lên hình. Nhanh nhẹn nhỉ. Huế. Nhảy rất là siêu luôn. Chơi cả cục gà ấy. Chơi cả cục ngô. Đứng gần quá chạy. Để người ta xem. Né ra, né ra. Thao hồi truy luôn. Chú ấy bảo là con sóc ấy về rồi. Đây hoa cầm tú cao tím. Đây hoa lưỡi hổ này, đây hoa lan. Hoa ly nữa này. Đây không phải hoa, đây là rau đấy. Cải trắng gọi là ta bay sai nhá, tiếng Đài Loan ấy. Còn bắp cải màu tím này gọi là cao ly sai. Húng xưa cao ly sai. Ok anh. Ok anh, ok anh. Anh hay bay flycam. Còn đây là cái quả gì này? Máy này không zoom được thì các bạn xem từ xa nhé. Rất là đẹp. Ừ, ăn được hay không thì không dám thử. Nhìn cái màu sắc của nó rất là bắt mắt. Đây chỉ được xem không được sờ các bạn. Họ có cái biển đây này. Anh Quảng bay flycam trong này. Ở dưới này. Đây cũng có cây đu đủ này. Cây đu đủ biểu trưng cho sự đầy đủ. Ờ, có đường này. Trên này họ cho được cái ô tô lên tận đây các bạn ạ. Cao giống như Sapa ấy nhỉ? Quá cao. Đâu ở dưới bảng, bay dưới bảng. Đường cây cao thế không bay được. Bay được. Bay lên cao thì lên là đâu đông người nó bay. Không sợ đâu. Xuống đây chụp ảnh được hả? Bà đi xe lăn còn lên đây du lịch này các bạn. Bà vẫn đi du lịch. Khả năng là ở đây nước lạnh hơn ở dưới kia. Bởi vì trên này cao hơn so với ở trên thành phố. Không biết ông nào đang ngồi đấy. Ừ. Chắc ông đang ngồi câu cá.
ông đang ngồi niệm kinh. Câu cá phải có cần câu chứ. Đẹp thật. Chị thấy chỗ này có đẹp không? Quá đẹp. Chị cảm nhận như nào khi lần đầu tiên đặt chân đến đây? Có thấy hài lòng không? Nói như nào vậy? Nếu mà nói về thang điểm 10, chị cho cái chỗ này mấy điểm? Vui. Vui. Vui mà thấy cảnh nó đẹp phong thủy hữu tình. Nếu nói về thang điểm 10, cho 11 điểm. Cho 11 điểm. Đấy là bạn Hưng. Đây là thang 10 điểm. Đây là một du khách rất là dễ tính. Em chưa chơi lại trong đây rồi. Đâu anh? Em mới đi đâu thì mình có duyên với em. Ồ, rất là có duyên. Lại gặp em rồi. Lại gặp em rồi. Hưng ơi, có đi gặp em phải không? Gặp đi. Đi gặp tiếp đi. Bạn Hưng bảo mình đi coi em ấy cho các bạn xem. Em ấy đang chụp một kiểu ảnh gọi là ngắm hoa tự nhiên. Ok nha các bạn. Vẽ đẹp. Mình chỉ quay lướt thôi, không thì em ấy mất tự nhiên các bạn ạ. Ơi, mình quay ra đây cho các bạn xem một vòng từ trên cao này xuống dưới. Tất cả cái khu vực này đều là hoa anh đào hết nhá. Quay cái hướng này nó hơi bị ngược sáng một chút. Đây, tất cả khu vực này hoa anh đào hết này. Camera an ninh. Ở dưới kia có cái công viên hoa này.